Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cái series thử thách. Hôm nay là mình sẽ sử dụng T-Rex này với đặt là thử thách là sự gây 1,5 triệu đam. Công ty đất này thường thường mình sử dụng thì mình chỉ gây được có 1 triệu đam thôi. Thường thì mình chỉ có gây thể có khoảng trong khoảng 1 triệu đam thôi. Mình không biết là mình có thể gây được 1,5 triệu không. Cố gắng thôi. Như 200.000 rồi nè, 200.000 đam mà cũng khá ổn. Mình sẽ đứng thấp thấp dưới này, mình sợ con chim nó bắn mình không. Chim nó bắn cái là đi luôn, một phát là đi luôn rồi. Hình như nó có vẻ nó muốn chơi mình thì phải, cho nên mình sẽ tấp vào bên này. Quá những chim AFK bắn chim trước mọi người. Thời già vẫn bị dính nha. Cày hê. Tụi AFK. Té. Ôi. Bay lên nhanh. Bay. Con chim vẫn còn sống nè, không ai bắn chim thì mình. Rồi nó bắn này, nó vừa bắn thì phải. Nó vừa bắn thì nó sẽ chết với mình thôi. Da vẫn bắn mình được thêm viên nữa kìa, cay á. Da đâu nó vậy? Phơ. Quá chịu ơi. Hôm qua thì hình như có một trận Workland rồi phải. Đúng rồi, hôm qua thì tụi mình có đấu Workland giữa hai team Việt Nam, hình như trong đó có Hiếu rồi phải. Hiếu với lại Đạt với lại Trang. Hai người hay xem video của mình, mấy bạn hay xem video của mình. Không biết là sau khi trận Workland đó mấy em thấy sao. Em thấy một trận Workland thì sao? Sướng nhờ, hai bên đấu nhau kiểu căng kèo, sướng. Hôm qua thì mình không có quay lại, tại vì hôm đó lúc cũng trễ rồi. Lúc đó khoảng 8 giờ mấy thì phải. Nãy hình như lúc mình gây khoảng 500 dam direct thì phải. Quay cái mông lại vẫn hư giáp vậy. Mình quay cái mông lại mình sao hư giáp ta, có lý nhỉ. Bất kỳ ngoài à. Bắn luôn ở mày bật kiên được bao lâu? 23. Nó già đứng ở đây mà vẫn còn bị không lại vờ nó bắn chắc. Chạy đâu em ơi? Mẹ đất em bố. Mẹ ngư là win. Thấy em nè. Thấy em. Em này tên gì mình cũng chả biết.
Em ấy sử dụng con ấy nè, gầy gần 1 triệu sát thương theo mọi người. Ấy build hết cho con Alo á, cho nên là gây 1 triệu sát thương. Rồi cái map này thế nào cũng có chim cho xem, mà còn rất nhiều chim nữa. Không biết sao quá nhiều chim. Con chim là chiên giá trị T-Rex luôn á mọi người. T-Rex của mình bị chim ăn không có chơi được gì hết. Khó chịu thì chứ, hồi nãy nhìn sơ qua rồi không thấy chim. Cậu mình đứng cái góc này thì mình cũng bị chim bắn rồi đó. Cả map thì chắc chỉ có một con chim thôi. Bắn nó bắn lúc mình đang bật khi mọi người. Mình sẽ nấp nấp sâu sâu vô này nha. Sâu thật sâu vô. Ơi vẫn bị trúng kìa. Rồi cũng may là phải đó nó bắn mém mém. Nó cứ target vô mình thôi, để ý đi. Nó cứ nhìn mình thôi à, nó tàn hình qua đây để nó bắn mình đó. Có chịu được chứ. Mình đem cái con ấy thì bắn được nó chứ. Mày chết rồi đó. Ui nó tàn hình nữa. Sao xong mình ơi. Ui mình bay về thôi. Hay quá, ăn chịp chết rồi mình có thể gây sát thương thoải mái mọi người. Mày dạ, bắn sau lưng tôi vậy. Ok, mình gây được 700 ngàn rồi mọi người. Đâu hả? Vẫn còn chim nữa hả? Sao lại... Ủa sao lại xuống 600 ngàn rồi? Game cái gì này? Game này cập nhật cả hai lỗi nha. Đứng qua góc này nè cho bắn với. Đúng rồi, tiệt chơi luôn. À thằng này nhồi target mình là đúng. Nó bắn thì kệ thôi. Chứ giờ nó bắn bằng khẩu ấy á, cho nên là chỉ bắn ngoài giáp mình thôi. Chứ mình cũng không sợ lắm, sợ mấy chim bắn thẳng vô máu mình ơi. Nó bắn được có nhiều giáp mình đâu mà. Ui chứ cũng mài là ném quả độc hụt. Ok, chịu ra mà mọi người, 500 ngàn nữa, không biết là đủ không? Ok, 400 ngàn nữa là mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ thử thách đặt ra. Cái góc này đẹp nha, mọi người nên học mình bắn góc này. Góc này cũng khá là ok. Cái con đó nó cứ dí em kia. Ôi, cái nó cắn sắp chết à. Chiều tư rồi mọi người. Một mấy chục điểm nữa là xong.
1,5 triệu này nha, mình là muốn chính thức hoàn thành thử thách này. Mình nhìn này, mọi người nhìn này, 1,5 triệu đây, 1,5 triệu sát thương rồi. Đây, mình đã sử dụng T-Rex giết 10 mạng mà gây được 1,5 triệu sát thương. Mặc dù mới vào trận thì mình bị con chim nó bắn khá là thốn. 1,5 triệu sát thương. Chơi á, thì cái học theo cái em hồi nãy á, thấy em mấy không, em mấy build hết Ukraine Korea nè, Ukraine cũng mạnh, em mấy đạp hết cho con ấy luôn, ý là nâng hết cho con. Ủa sao clan này mà mạnh như thế mà lại ra con này ta? Con này nó nâng level 15 rồi hả? Không chết luôn kìa. Em ấy nâng hết cho con không chịu, còn alo. Nên là em ấy sẽ rơi một trận á, nếu mà máy chơi tốt nó sẽ rơi vào khoảng 1,000,000 đam. 1,000,000 đam thì gần như là đứng top 1 rồi mọi người. Gần như là đứng top 1 luôn rồi đó. Cho nên là cái việc em ấy mạnh lên nhanh là cũng đúng. Kệ nó mọi người. Nó khóa súng mình. Khóa súng này. Con này vẫn còn sống à. Ồ. Wow. Chiều 7. Mới này 1,7 triệu hả? Nhanh vậy ta. Mình mới thả con này ra mà gây được 1,7 triệu hả? Bây giờ bắn chơi chơi vậy mà được 1,7 triệu đam kìa. Ăn cá sấu luôn nè. Nhiều quá. Ủa mình thả 2 con nè. Mà con alo của mình chết sớm quá. 1,7 triệu hay là 170 ngàn? Cái này là 1,7 triệu mà đúng không? Ờ đúng rồi, 1,7 triệu nè. Con ấy của mình cũng gây được 1,7 triệu đam chứ. Mà dù mình tháo hết súng rồi, chỉ xài shotgun hạng nhẹ thôi, để level thấp thôi. Cá sấu của nó không. Mình để lên đây thì mình bị chết ngáo luôn rồi. Để mình chưa mở hết vũ khí. Chưa mở hết vũ khí thì dễ bị cái xấu lụm lắm. Thôi mình té đây. Dùm bà bắn ngay ra được nhiều đam. Qua bắt cái con này trước, con chi kê này trước. Sao lại có cái xác ở giữa lưng chừng này ăn được không ta? Chừng này ăn được. Chừng này ăn được, đúng rồi ăn được, hoài quá. Mở bốn vũ khí rồi, hết sợ cái xấu rồi. Cảm giác tim nó đau hết trơn rồi ta. À ở đây ba con cá sấu rồi. Ở đây hai con rồi, cá sấu rồi.
Ok, mình đã gỡ là được. 2,3 triệu. Chưa thả T-Rex. Con này thả ra làm gì vậy trời? Con này thả ra để cho mạng team mình hả? Cái con chim này nhìn nó giấy quá ha. Mấy con chim này nhìn cũng giấy quá nè. Mới không có đi qua được cái lỗ này mọi người. Nó bị kẹt. To quá. Mới mốt cập nhật thêm Titan nữa thì ngon nè. Kiểu như con thú cổ đại mà nó to nữa. Giống như bên War Robot vậy. Một xích thương. Ok, vậy là mình đã hoàn thành thử thách sử dụng T-Rex này gây 1,5 triệu xích thương. Chẳng những thế mà mình còn ăn được 10 mạng và không chết nữa. Ok, video cũng đã dài rồi. Mình xin tạm dừng video tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và subscribe để ủng hộ mình. Mình sẽ tiếp tục làm từ game từ xích mua cho World này nữa. Cũng như là các bạn muốn mình làm về thử thách nào thì cứ comment phía bên dưới cho mình biết nha. Ok, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Bye bye.